Hello, xin chào cô chú chị đã chăn nuôi bánh trái. Cảm ơn lên mẹ con. Mẹ gu xin con cái kem. Cái kem mình tầm tháng 15 ngày nè cô chú chị. Đó. Đó, tháng 15 ngày ha. Đây. Chân cẳng con nè. Em quan sát là chân cẳng thẳng lặng ha. Không có búa xe súng lúng xuống luộc gì hết. Cô mẹ đang ôm con lứa thứ ba ha. Mẹ gu. Đó. Mẹ màu đỏ mặt nha chú chị. Hiện mẹ tình trạng là chân cẳng nè cũng là lạng ha, không có búa xe súng lúng xuống luộc gì hết, dần lúng chèn đó. Đây sái mặt là nghiêm chỉnh. Cái mặt nghiêm chỉnh ha, cái lưng nè cũng hoàn thiện luôn ha. Hiện mẹ tàn cũng gọn gọn. Hiện mẹ chiều cao đo gu sao là 1m28 bò. Thì đối với mẹ con này thì không bao lồi lom được cô chú chị mình 3 tháng nha. Đó. Cái kem nè, đây thì bộ mẹ con nè, anh chủ nhà anh bán giá là 20 triệu bao ship cô chú nhìn nha. Đích nè, Long Nha Diễn Đức, mẹ Long Nha Diễn Đức con cái kem, cái kem thuộc F1 ha. Đó, mẹ là cô chú nhị rúng miếm nè ha. Đây đó mẹ nè. Rồi tình trạng mẹ rồi lơm thì là ba đêm lạnh ha. Đó. Chân cẳng nè, lúng chèn. Mẹ dạng mẹ bò sim lùng của chú anh chị. Ha. Lùng liền thùng dạo có. Đây. Thì bộ mẹ con giá là 20 triệu bao ship cho cô chú cho về tặng nơi. Giá là rất là ok. Ha. Đó thì cô chú chị nào nhỏ nhỏ ý mua cứ liên hệ con lưng dai con là cô chú chị thấy không đi đứng nè. Đó mẹ con này là em bao tặc lỗi nha, không có tặc lỗi gì hết. Giá là 20 triệu bao ship về tặng giường luôn. Đó, tặng nơi đủ hết chú chị. Chân thẳng lại lúng rồi, đúng là lúng dây ha. Bài bản lắm chú chị. Hiện mẹ là một màu đỏ mặt em bao ha, không có lem lốt gì hết, màu đỏ mẹ nè. Bản đường lớn ha, mập mạp. Giá tiền là 20 triệu cho cô chú anh chị mình. Đó thì cô chú anh chị mình mới có thấy ưng ý được mua giá này thì liên hệ. Mẹ con nè, bú phà phà luôn, bộ vú của mẹ nè, thấy không? Đây. Thì cô chú chị nào có nhà ấy mua mà.
nó gửi là lắc nè. Con mẹ là màu mẹ xinh luôn, màu là bỏ mật ha. Đây. Màu lắc thiệt màu. Đó. Đứt con rồi, cực kỳ luôn. Này, hình ảnh hai con. Thì con này em đo 1m21, con kia đo 1m36 ha. Con kia thì tầm 14 tháng, con này tầm 9 tháng. Đó, 8-9 tháng ha. Đây, chân cản quan sát là hoàn thiện, không có bú áp xe xuống lúng xuống đùn gì hết em chú anh chị. Đúng rồi, con nhỏ là chiều cao lo hu sao là 1m21 bò. Đó. Đầu trụi của nhỏ, đầu trụi nè, thấy thấy đầu thấy lưng nghiêm chỉnh, thấy lưng cũng được, thấy không? Đó. Đây, chân cẳng nè, chân trước chân sau ha, rúng yếm nè, đây chân trước đây. Đó. Cái con bên đây, hôm đây chị cam đo 1m36 bò u sao ngồi ra dưới hồng sao ha, đúng chuyện luôn cái đúng chuyện chân cẳng nè, đó chân trước ha, chân sao đúng chuyện đó. Nhà dưới này đây đó. Đầu đầu cổ nè, xoay mặt nghiêm chỉnh ha, cái lưng nè, cái lưng hoàn thiện hơn chứ chị. Cực mình thắt thăng luôn đít. Lông da nhuyễn nhừ, không có bớt, không có bớt cái điểm mi gì hết ha. Đó. Đó. Chân móng nè. Đây. Thì em báo giá luôn hai bò này, anh chủ nhà anh bán giá là 34.500.000, giá tại chuồng ha. Ba bốn triệu năm trăm ngàn giá tại chuồng. Cô chú chị nào thấy ưng ý mua thì được thì liên hệ. Đây. Đúng miếng rồi. Đó, hai con này là mẫu đẹp, mẫu nền rất là đẹp bò. Đây. Đó. Giá là 34.500.000, nhắc lại con cao 1m36, con cao 1m21 bò ha. Hai bò sau này cô chú nuôi lên chữa nọc thôi, quạng lên tàn nó rất là bự. Thẳng lặng ha. Rồi.
nó giờ hình ảnh nó gửi hình ảnh hai con hết, thầy mong cô chú anh chị mình xem được cái giá ưng ý mua thì liên hệ. Sái mặt sái lưng em bao, nghiêm chỉnh chân cẳng em bao, tì vết không có bị lỗi tật lỗi gì hết ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình cứ hạo đo mấy tượng thì mình coi biết con bò mình có muốn mua thì biết con bò mình có nên đổ chừng bò cỡ bao nhiêu ha. Đó, con nhỏ này thì cao 1m21 bò. Đó giờ giá hình ảnh này cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị xem rồi đó, mong cô chú anh chị mình thấy được giá cả hợp lý, ưng ý mua liên hệ cho bên em ha. Đó. Em là chăn nuôi bò bên chăn nuôi Bến Tre. Đây nghe con này thác khăn bò cô chú anh chị. Đó. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình xem rồi đó, mong cô chú anh thấy giá thị trường ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Đùi đích hai con rồi. Đó, chân cẳng rồi luôn kìa, thấy không? Người cẳng cảnh cái này chân móng lúng yếm, chú xem kỹ nha. Đầu khổ nè. Con nhỏ thì chưa sao vàng, đầm mà 8 tháng lên, 8 tháng lên cũng được. Rồi giờ hình ảnh mình gửi hết ha, nhắc là giá là 3-4 triệu 500. Mong xem được ưng ý mua thì liên hệ cho em.